đi. Xe báo kỳ. Wow. Wow, yeah. Thank you. Okay. Vừa mà được ăn. Lúc mà ăn xong mà cái nó bò trong miệng. Lúc đầu á, em nhìn anh, em thấy anh rất là trưởng thành. Vì cái nét mặt của anh nó cứng. Nó không baby mà nó cũng không, nhưng mà nó gọi là chín chắn một chút. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình gọi là xém quen nhau rồi. Thì anh không biết, không tin về em rồi mà. Vậy con đâu còn tính lạ nữa đâu, đúng không? Không phải là lạ, nhưng mà cũng không phải là quen lắm. Cái món mà chương trình gửi cho mình đi ăn, ban đầu em nói là cái gì? Mini rig. Nhưng mà nó là một dạng bánh xèo của Hàn Quốc, đúng không? À, cảm ơn mấy ta. Ăn xong rồi cho anh cảm giác, cảm nhận như thế nào nhé. Hay sao? Ngon. Không, mình thật sự là ban đầu là em không thích đồ chiên cho lắm. Mình phải coi sao? Mình phải thử thì mình mới biết hợp với mình hay không. Giống như con người á hả? Đúng rồi, giống như con người vậy đó. Mình phải hẹn hò để biết có hợp với nhau hay không. Ban đầu em muốn ăn cái gà găm tương đúng không? À, đây có một cái chỗ này. Ê, cái này là nước. Vô em ơi. À. Yes. So, what did you say? If we are couple, is it nice? We nice? Nice. em muốn thực hiện theo giống lời cổ không? Oh, no. Không bất cỡ. Anh thấy vui mà. Anh cũng ăn 8 trên 10 á. Trong 3 món vừa rồi anh thích món nào nhất? Còn anh? Có hiểu không? Chắc hiểu. Cô không hiểu cũng chịu uống như sao. Cô đem ra phần 4 rồi ăn cái hết. Ăn thử xem. Hồi hộp. Em để thử độc đúng không? Hồi hộp. Thôi với mình bớt lượng một tí nha. À không, chín rồi. Chín rồi phải không? Ừ. Ngon đấy. Mình mới ăn của mình là hợp lý nhất á. Vừa hợp với thời tiết mà vừa cho mình biết được cái món đặc trưng ở đây. Quá hợp, quá hay. Chúng ta rút dây quá hay. Xuất sắc. Em có thể là em rút trúng ai không? Lúc đấy. Lúc đó hả? Lúc đó em rút em đâu có nghĩ đâu. Em cứ nghĩ rút trúng ai cũng được. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh không nghĩ là trúng em luôn á. Ừ, xong rồi. Xong rồi kiểu như lúc mà anh rút, anh đứng đầu bên này á, em đã nghĩ thôi bây giờ mình đổi vận may đi, mình đổi chỗ thử, sang bên này rút ai về cũng nhìn anh luôn, ngay phát đầu tiên luôn. Người ta gọi đó là định mệnh. Chị với bạn số 1 cũng là từ mấy ngày nay đã hay đi chung á, nên cái lúc mà bọn chị đi ăn riêng á, chị cảm thấy cũng rất là thoải mái. Em ăn cái hát cảo luôn cái này. Anh ăn chả cá trước đi, sợ mì ăn không nổi á. Ừ. Nhưng mà anh quá ốm, anh mặc đồ gì nhìn còn ốm nữa. Anh là mặc đồ kiểu bình thường đó, chắc phơ phất phơ vậy đúng không? Good mood.